Chúng ta cũng có thêm một số những cái tin tức liên quan tới FDX và Alameda đó. Đây là một cái vụ drama mà hầu như chưa có hỏi kết tới các bạn. Chúng ta cũng có thêm thông tin đó là dựa theo cái công ty Acum Intelligence. Thì đây là công ty mà họ theo dõi những cái động thái. On-chain thì họ đã nhận ra được đó là công ty Alameda trước khi mà sàn FTX khai bao bị phá sản thì đã rút ra 204 triệu và cái số tiền này đó đã rút từ FTX US các bạn có nghĩa là cái chi nhánh ở Hoa Kỳ của sàn FTX và sau đó một số lượng tiền này đó thì một phần gửi tới cái công ty FTX International có nghĩa là FTX.com rồi một số tiền cũng gửi đến sàn Binance thì cái mà Arkham Intelligence muốn nói đây đó là tuy là ở trên giấy tờ đó chúng ta thấy được là sàn FTX và sàn FTX US là hai đơn vị hoàn toàn khác nhau theo pháp lý nhưng mà sự thật tôi có thể không phải như vậy đâu và cái công ty mà đứng chính giữa đó chính là Alameda công ty Alameda đó là công ty đứng chính giữa để mà chuyển tiền từ FTX qua FTX US và ngược lại đó các bạn thì có thể là theo pháp lý là hai công ty khác nhau nhưng mà sự thật không phải như vậy và đương nhiên các bạn thấy được là khi mà FTX.com khai phá sản đó thì FTX US cũng đã khai phá sản theo cùng một lúc cho nên trước đây thường chia sẻ với các bạn đó là cho dù là chúng ta thấy được là sam bởi mình free liên tục nói đó đây là hai công ty khác nhau và sang ftex us không có vấn đề gì nhưng mà trước đây thường chia sẻ với các bạn là không có tin đâu cuối cùng thì kết quả các bạn cũng đã biết rồi nói tới Sam Bankman Free đó thì mà nào mà theo dõi drama của Ben Armstrong thì các bạn cũng đã biết Ben Armstrong là một trong những YouTuber rất nổi tiếng trong thị crypto này và là cái channel YouTube lớn nhất hiện bây giờ rồi các bạn Ben Armstrong là channel Bitcoin Crypto các bạn nào mà theo dõi á, những cái drama của nó biết là Ben Armstrong nó đã đến Bahamas và muốn tìm để mà nói chuyện với là Sam Bankman Free thì những mà nào mà theo dõi cái kênh Twitter của Ben Armstrong cũng đã biết là có rất nhiều những cái hình ảnh như là các bạn thì được là Ben Armstrong đã đến Bahamas và đã chụp tấm hình ngay trước cái chiếc xe của Sam Bankman Free cái chiếc xe mà Toyota Corolla đó các bạn rồi sau đó đó Sam cũng đã kêu bảo vệ đuổi Ben ra khỏi cái khu ở của mình tại vì chúng ta được là Sam Bankman Free thì vẫn còn đang ở Bahamas và chúng ta thấy được là sau đó đó thì Ben Armstrong cũng đã đứng trước cái building đó và gọi điện thoại nhắn tin cho Sam Bankman Free nhưng mà không có ai trả lời và Sam, ban mình Free cũng không muốn ra để mà nói chuyện đối chấp với lại Ben hiện bây giờ thì đây là một cái drama mà thôi các bạn thường cũng không biết là bây giờ nếu như mà Sam Bellman Free có thể xuống và nói chuyện với lại Ben Armstrong thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì Ben cũng đâu phải là cảnh sát hay là đâu có phải là người của chính phủ gì đâu các bạn. Cũng không có khả năng để mà bắt Sam Bellman Free được. Thì Ben chỉ có thể chứng minh được là thứ nhất Sam Bellman Free vẫn còn đã ở Bahamas, vẫn còn trong cái căn penthouse đáng giá là gần 40 triệu đô la và Sam bây giờ đã vẫn là một người tự do, không bị bắt đó là điều mà ben đã chứng minh được mà thôi chứ còn nếu như nói là có cái sự ảnh hưởng gì đến cuộc điều tra liên quan tới uh, sam bangman free hay là liên quan sang ftx không có cảm thấy là nó cũng có cái sự hưởng lớn đâu các bạn nó mang cái tính chất drama nhiều hơn là cái tính chất điều tra nhưng mà thùng cũng có xem một cái video hồi sáng này ra được đăng bởi uh, Allcoin Daily đây là cái cuộc phỏng vấn uh, giữa Allcoin Daily Austin với lại Ben của uh, BitBoy Crypto cũng đã nói rất nhiều điều và thùng đã hiểu rõ hơn tại vì các bạn đã biết là Ben của BitBoy Crypto ra làm người có thể nói được là youtuber lớn đầu tiên mà lên tiếng nói là sam và sàn FTX có vấn đề và không tin tưởng sam các bạn bây giờ cũng đã biết là cuối cùng thì bitcoin crypto đã nói đúng nhưng mà lúc đó nhiều người nói là bitcoin crypto thì tung tin phết để mà đẩy giá xuống vì một lý do nào đó hay là có hiềm khích riêng với lại sam mình free nhưng mà cuối cùng là chúng ta đã biết là cuối cùng thì sàn FTX thực sự là có vấn đề thì làm sao mà bitcoin crypto biết trước mọi người như vậy thì bitcoin crypto nói là cũng là may mắn mà thôi ở đúng chỗ và nói chuyện với đúng người thì trước đây đó Bitcoin Crypto uh, cũng đã có một cái dự luật liên quan đến crypto riêng cho Hoa Kỳ và lúc đó đó thì uh, đương nhiên để có thể là đẩy một dự luật lên tới quốc hội của Hoa Kỳ để được duyệt đó, thì phải tốn rất nhiều tiền dựa theo Bitcoin Crypto nó là tốn gì mà lên tới 3,5 triệu đô la lần và đương nhiên Bitcoin Crypto không có lý do gì mà tự bỏ tiền mình ra để mà thúc đẩy cái dự luật cho thị trường crypto cho nên cần những cái người gọi là backer những người mà có thể ủng hộ dự luật này bằng tiền bạc và một trong những người mà bb crypto muốn à, nhờ sự ủng hộ đó chính là sàn FTX tại vì lúc đó Sam Bankman Free là một người mà cũng rất có tiếng ở trên DC đó các bạn cũng đã gặp rất nhiều nghị sĩ như là thường đã từng chia sẻ với các bạn cho lúc đó nó bị crypto muốn nhờ giả Sam Bankman Free nhưng mà không ngờ đó là cái dự luật của Big Boy đã không có được chấp thuận bởi sàn FTX và sàn FTX lại đưa ra một cái dự luật riêng mà thường đã từng chia sẻ trên channel này với các bạn cái dự luật mà sẽ có ảnh hưởng xấu đối với crypto dài hạn những điều trong được luật đó đó các bạn nhìn chung từng điều một thì có thể là không có đến nỗi nào nhưng mà cái ảnh hưởng lâu dài là thì rất là lớn và lúc đó đã có nhiều người lên tiếng nói là dự lực của sàn FTX đó là chẳng khác gì là muốn dìm hết tất cả những cái ứng dụng DeFi và giao hết quyền hành cho những cái công ty tập trung như là sàn FTX thì sau đó Bill Crypto đã, đã nói chuyện với luật sư và một số những người mà hiểu rõ hơn vấn đề và đã nhận được là sàn FTX đã có nhiều cái dấu hiệu không ổn và trong video này đó điều thú vị hơn là Bill Crypto đó các bạn đã biết là cũng đã từng có cái hiềm khích ở trên uh, Twitter với lại một trong những người rất nổi tiếng đó chính là không ai khác hơn là Shark Kevin của Shark Tank và Shark Kevin O'Leary các bạn đã biết đây là một người mà không những là đầu tư trực tiếp vào sàn FTX không phải là mua token FTT hay là gửi tiền vào sàn FTX mà đầu tư trực tiếp vào công ty FTX và cũng là người mà đã nhận cái chức vụ phát triển thương hiệu cho sàn FTX thì đương nhiên Uh, Cam and Larry đó là một trong những người mà cũng uh, nói là bị thiệt hại liên quan đến cái vụ FTX này không ngờ là mình À, bị gạt như vậy nhưng mà điều thú vị đó là trong nhiều interview đó thì uh, Camillary đã từng nói đỡ cho FBF Camillary đã từng nói là Sam một người tốt chỉ là phạm sai lầm mà thôi à, và câu hỏi các bạn đã nhớ lúc đó đó thì Cameron Larry đã được phỏng vấn uh, bởi uh, crypto man ran thì lúc đó crypto man ran đã hỏi Cameron Larry đó là nếu như mà có cơ hội đó thì Camillary có tiếp tục cho cơ hội và đầu tư vào Sam một lần nữa hay là không Thì Kevin Larry nói là vẫn tin Sam Nếu như mà Sam gõ cửa kêu gọi đầu tư thêm một lần nữa Thì Kevin cũng sẽ ủng hộ Chứ mà thấy được là đây là một câu trả lời mà khiến nhiều người rất là khó hiểu tại sao mà đến thời điểm này đó, Kevin Larry vẫn tiếp tục nói đỡ cho Sam Bankman Free thì BitBoy Crypto đã trong video nói đó là ngay cả Kevin Larry cũng có vấn đề tại vì Kevin Larry đó đã từng cùng hợp tác với lại Sam trong những cái sự kiện từ đầu năm tới bây giờ mỗi một lần mà chúng ta thấy được là giá cả thị trường đi xuống hay là chúng ta có những cái sự kiện lớn như là Celsius ấy, hay bởi phá sản chúng ta thì là vôi chưa cũng như vậy chúng ta thì là Luna và UST đó đã sụp đổ thì tất cả những sự kiện đó đó dựa theo BitBoy Crypto thường nhưng không biết được nhưng Bitcoin nói là có nhiều dẫn chứng cho thấy được là đứng sau lưng của tất cả những cái sự kiện đó đó chính là không ai khác hơn là Sam bankman free của sàn FTX cùng với lại Kevin O'Leary và, và tại sao họ lại làm những cái sự kiện này tại vì họ cần tiền và họ short thị trường cho nên họ sẽ cùng nhau để mà chà đạp thị trường này để cho giá xuống và khi mà họ làm như vậy sẽ có thể kiếm được lợi nhuận tại vì họ đang sốt và một những dẫn chứng đó thì Bitbo nói là điều rất là thú vị là có những cái đợt interview đó trước đây trước khi mà chúng ta thấy những cái sự kiện của sàn FTX xảy ra đó thì Kevin Larry đã từng nhiều lần đó nói xấu về Celsius nói là Celsius cần phải về con số 0 trước khi mà thị trường này có sự hồi phục thì tại sao như vậy tại vì kêu tôi nói là Kevin Larry cùng với lại Sam là đang thu vào đồng Celsius trên sàn FTX rồi sau đó dùng sàn FTX để mà đâm tất cả đồng sau đó để mà đẩy giá xuống để mà trục lợi tại vì họ đang là bên short có thể hay không thì tôi không có biết nhưng mà đây là những cái tài liệu mới nhất Thường chia sẻ với các bạn <laughs> Các bạn thấy được là cái sự kiện này đó Càng ngày nó càng thú vị Và nó càng có nhiều drama Nhưng mà đối với Thuận đó Thì liên quan tới Kevin O'Leary Thì Thuận đã từng chia sẻ rất nhiều với các bạn rồi Các bạn có biết là cái hình này đó Là cái hình gì không? Đó chính là cái thumbnail Của cái video đó mà Thuận đã đăng hồi tháng 8 năm 2019 đó các bạn Đây là cái video uh, liên quan tới Cameron Larry Thì tại sao mà tháng 8 năm 2019 tôi đang cái video này Tại vì trong thời điểm đó đó các bạn có biết là ai thường hay lên những đài truyền hình Nói là crypto đó là lừa đảo, bịch thôi là cái nền tảng Ponzi Không có giá trị gì hết và không đầu tư Các bạn có biết là ai thường xuyên lên đài truyền hình nói gì hay không Đó chính là không có khác hơn là Cameron Larry của Shark Tank À, đối với Thuần, đó, đương nhiên thường rất là thích xem Shark Tank các bạn đây là một cái chương trình mà trước đây thường xem rất là nhiều luôn và các bạn có đã biết là chúng ta có ít nhất là hai người trong Shark Tank đã xuất hiện trong thị trường crypto này đó chính là Cameron Larry và Mark Cuban thì chúng ta nói riêng về Cameron Larry đi thì Cameron Larry đó đã từng chà đạp thị trường này rất nhiều nhưng mà thuận đã chia sẻ với các bạn đó năm 2019 video 406 đó là họ đang lừa gạt chúng ta không nên tin Kevin O'Leary tại vì đã có cái video đó rất là lâu luôn các bạn năm 2013 lúc này đó thì Kevin vẫn còn rất là trẻ các bạn thì Kevin O'Leary đã từng có một cuộc phỏng vấn và Kevin O'Leary đã điều thú vị là trong cuộc phỏng vấn này đó nói tốt về Bitcoin và nói là rất hiểu về BTC nói là BTC là nền tảng bị tập trung BTC là có tương lai như thế nào nhưng mà ngược lại đó vài năm sau đó 6 năm sau năm 2019 thì tại sao đột ngột Kevin O'Leary lại tấn công Bitcoin và crypto Tại vì lúc đó đó là Kevin thì đang thu mua các bạn và muốn đạp giá cho nó đi xuống để mà thu mua được với cái mức giá rẻ hơn Và chúng ta thấy được sau đó thì sao Năm 2020, một năm sau khi mà Kevin O'Leary nói xấu về Bitcoin và crypto thì Kevin ở Larry nói là bây giờ mình rất là tin tưởng và rất là thích Bitcoin và thích Polygon bây giờ thích rất nhiều đồng các bạn tại sao đột ngột lại chia sẻ sự hứng thú của mình đối với crypto như vậy tại vì Kevin là một người mà nếu như mà đối với thuận đó Thì chúng ta cần nên xem những gì họ làm Hơn là những gì họ nói Và đây là điều mà các bạn cũng cần nên hiểu về thị trường này đó Cho nên các bạn không nên tin tưởng bất cứ ai Đó là một trong những quy định mà thường đã thường hay chia sẻ với các bạn Tại vì các bạn có nói biết Theo mình ở đây chỉ là một cái ví dụ mà thôi Chúng ta nói tới Jamie Diamond đi CEO của ngân hàng Chase Các bạn có biết là biết bao nhiêu năm qua Từ năm 2016, 17, 18, 19 Cho đến bây giờ luôn các bạn Jamie Dimon vẫn là người mà thường hay chà đạp crypto này Và đương nhiên ông ta là CEO của ngân hàng Chase Nên khi mà ông ta nói thì người ta sẽ nghe Nhưng mà các bạn có biết là ngân hàng nào đó Mà đã âm thầm thu Bitcoin từ năm 2017 hay là không Đó chính là ngân hàng JP Morgan Chase của Jamie Dimon rồi các bạn Tôi đã chia sẻ rất nhiều những dân chứng với các bạn rồi Các bạn có biết là công ty nào đó ngay cả thời điểm bây giờ khi mà chimera mình nói là tất cả đó chỉ là một cái casino tất cả chúng ta không nên tin tưởng và crypto không có giá trị ngay cả thời điểm này đó chimera mình nói như vậy nhưng mà các bạn có biết là sau lưng ngân hàng chase thì vẫn đang tiếp tục tiến tới để mà cung cấp dịch vụ crypto hay là không các bạn hư họ nói một chuyện đường nhưng mà họ lại làm một nẻo chúng ta không nên quá tin tưởng các bạn cho nên nhiều khi đó chúng ta thấy nhiều người rất là ghét thị trường này giống như là chúng ta nói tới um, peter shifty Peter từ năm 2012 hay 2013 gì đó Lúc mà Bitcoin chỉ có vài đô la Thì đã ghét Bitcoin rồi các bạn Còn liên tục nói xấu tới bây giờ luôn Từ lúc mà Bitcoin từ mấy đô lên tới Bitcoin mấy chục ngàn đô Nhưng mà vẫn nghĩ Bitcoin không có giá trị các bạn Thì đương nhiên có thể là Peter là người mà muốn bảo vệ thị trường vàng Tại vì Peter Schiff là người bán vàng mà Và đầu tư rất nhiều vào những cái công ty đào vàng Thì đương nhiên là Peter không thích Bitcoin cạnh tranh với vàng rồi Nhưng mà các bạn thấy được là thường đó Những người mà tấn công Bitcoin những ngày đầu tiên đó họ luôn dùng miệng mình nói là họ không có tin tưởng nhưng mà các bạn có biết có thể họ đã tin tưởng từ rất là lâu rồi tại vì họ thấy được tiềm năng của bitcoin cho nên từ những ngày đầu tiên đó họ đã cực lực chống đối bitcoin tại vì họ sợ bitcoin thật sự có thể thành công họ mới thật sự là những người mà có lòng tin vững chắc vào bitcoin đó các bạn họ sợ bitcoin thành công cho nên họ mới liên tục tấn công và có thật sự là peership ghép bitcoin hay không thì chỉ có peership mới biết mà thôi các bạn có nghĩ đi một ngày nào đó Peter Schiff đột ngột nói là bây giờ đó mình đã bắt đầu lưu trữ được nhiều bịch con rồi thì câu hỏi là trong vòng bao nhiêu năm qua đó Peter Schiff có thật sự ghét hay là chỉ tạo một hình ảnh đó cho các bạn và thực sự đang thu mua chỉ có Peter Schiff mới biết mà thôi cái mà tôi muốn chia sẻ thật sự đây đó là chúng ta không chỉ nên nghe những gì mà người ta nói mà chúng ta hãy nên nhìn những gì mà người ta làm đó mới là điều quan trọng hơn và chỉ có bản thân của các bạn mới đưa ra quyết định là bạn nên đầu tư gì và đầu tư ra sao mà thôi rồi bây giờ thường sẽ dành thời gian để mà cập nhật cái danh mục đầu tư với các bạn hàng tuần đó, hay là mỗi hai tuần thường thường dành thời gian để mà cập nhật với các bạn thường bây giờ đầu tư ra sao trong lĩnh vực crypto này thì các bạn thấy là thường rất chú tâm vào BTC một thời gian qua thường chia sẻ với các bạn và các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ đã ở mức là 58% rồi mức rất là cao luôn các bạn Ethereum nên là khoảng 20% của danh mục đầu tư crypto BNB đứng hàng thứ ba là 14% Cardano là 4,66% và XRP là 1,46% và trong cái tuần này đó thì thường sẽ chú tâm trung bình giá cả hai Bitcoin và Ethereum còn về chúng ta nói tới tổng danh mục đầu tư đó thì các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay thì cái phần mà lớn nhất đó, trong tổng danh mục tài sản của thường đó chính là crypto là ở mức là 33.5%. Chúng ta thấy được là tiền mặt đó bây giờ là khoảng 1/3, 33.3%, stock đó là khoảng 3.7% và những tài sản khác là khoảng chừng 29% thì chúng ta thấy được là Thuận vẫn đang sử dụng tiền mặt để mà trung bình giá cùng với lại tất cả những thu nhập mà Thuận có hiện bây giờ. Thuận cực kỳ tập trung luôn các bạn. Đến nỗi bây giờ đó là 100% tất cả những gì mà Thuận dư ra sau khi mà có chi tiêu đó là đi vào thị trường crypto này hết. Chỉ là các bạn thấy được giá cả không như ý muốn. Cho nên giá crypto đi xuống phần trăm tiền mặt đó tuy là cái số lượng tiền giảm xuống nhưng mà phần trăm nó vẫn ở mức là 33% tại vì các bạn thấy được là giá crypto giảm xuống. Đó là lý do tại sao đó các bạn Và đương nhiên thường thường hay chia sẻ những cái quy định với các bạn Những quy định này là thuần tự theo mà thôi Đó là những gì mà thường tin tưởng Những cái kinh nghiệm thường tích lũy được trong vòng bao nhiêu năm qua Và các bạn thấy được là sao nhiều sự kiện đó Các bạn mới thấy được những quy định này tại sao mà có Thứ nhất đó là các bạn đừng tin ai Như đơn vừa mới chia sẻ với các bạn Thứ hai là các bạn nên tự tìm hiểu Các bạn đừng nên hỏi ai nên làm gì hết Tại vì tới cuối cùng bạn là người ra quyết định Và bạn là người phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình Thứ ba là nên từ dưới crypto, tại sao các bạn đã biết rồi Thứ tư là nhớ chúc lời, nếu các bạn không chúc lời ra thì các cùng cũng sẽ chúc lời mà thôi Và các bạn thấy được là có một bài viết đó, bài viết này đã được chia sẻ bởi Cointelegraph Liên quan tới là bây giờ đó, so với thời điểm này năm ngoái Chúng ta thấy được là đã có ít hơn 90.000 địa chỉ ví mà có hơn 1 triệu đô la BTC rồi đó các bạn các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tính tới ngày 25 tháng 11 thì chúng ta có tổng cộng là 23.245 địa chỉ ví mà có hơn 1 triệu đô la BTC. So với lại thời điểm này năm ngoái đó ngày 8 tháng 11 ở cái mức 69.000 đô, chúng ta có tới 112.898 địa chỉ ví BTC mà có hơn 1 triệu đô la. Có nghĩa là chúng ta đã giảm đi 80% của cái số lượng triệu phú đô la Bitcoin trong thị trường này rồi. Đương nhiên đây là cái địa chỉ ví mà thôi, người có thể là có nhiều địa chỉ ví và một địa chỉ ví có thể thuộc về nhiều người. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn tài liệu này một cách đơn giản là có rất nhiều người đã không có chốt lời các bạn cho nên dẫn đến là bây giờ đó họ đã từng là triệu phú đô la, bây giờ không phải nữa thì đây là kinh kinh nghiệm mà thôi thường đã từng dắp phải cái vấn đề này năm 2017 rồi các bạn cho nên chúng ta chỉ có thể là tích lũy kinh nghiệm theo thời gian mà thôi cá mình không có thể chia sẻ là nhắc đi nhắc lại có thể lấy nhàm chán với nhiều bạn nhưng mà thường sẽ cố gắng nhắc đi nhắc lại Để các bạn đừng bao giờ quên những cái quy định này phân bổ vốn rất là quan trọng không vay mượn đầu tư crypto đã căng thẳng rồi các bạn nếu các bạn vay mượn thì các bạn sẽ càng căng thẳng hơn và đương nhiên zoom out, đầu tư giới hạn là tiêu chí của channel này và một số bạn hỏi thường nên thuận còn có lòng tin với lại ethereum hay không thì đương nhiên rồi các bạn Thường sẽ tiếp tục chung minh giá ethereum vì bạn thuận còn lòng tin với lại bnb hay không thì vẫn còn các bạn Thường bản thân đó thì à, bây giờ không có chung mình giá cardano hiện tại tại vì thường sẽ chú tâm vào ethereum bitcoin sau khi mà tích lũy một phần trăm nó coi như là đầy đủ rồi đó thường sẽ bắt đầu chuyển qua để mà chung bình giá những đồng khác nhưng mà về Cardano đó thì chúng ta ít nghe thông tin hơn gần đây ngoại trừ là chúng ta có cái thông tin là Cardano đó năm sau sẽ có những đồng ổn định và đồng ổn định đó, tại sao cần phải có tại vì Cardano muốn phát triển hệ thống DeFi các bạn cần phải có đồng ổn định thì mới phát triển hệ thống DeFi được và đối với Cardano đó thì trong năm nay là một năm mà cũng có nhiều cái sự thay đổi Các bạn thấy được là Cardano đã có nhiều cập nhật Và những cái hợp đồng thông minh trên mạng lưới Cardano thì ngày lại càng nhiều hơn Từ đầu năm tới bây giờ đó chúng ta thấy được là có sự tăng trưởng là 300% Trong những hợp đồng thông minh rồi trên mạng lưới của Cardano Đầu năm chúng ta chỉ có khoảng chừng là 947 hợp đồng thông minh Mà thôi cho đến bây giờ chúng ta đã có tới 3.791 hợp đồng thông minh rồi Có thể thấy được là mạng lưới Cardano vẫn phát triển Cho dù là chậm nhưng mà vẫn đang phát triển hiện tại và cái phần cuối video này đó chúng ta sẽ cùng nhau để mà chung bình giá danh mục demo Thì các bạn đã biết là mỗi tuần đó, chúng ta cùng nhau chung bình giá danh mục này 100 đô vào tới bây giờ 100 đô vào BTC Chúng ta đã bắt đầu vào khoảng chừng là cuối tháng 4 Cho tới bây giờ giá cả không được tốt Nhưng mà các bạn thấy được là tại vì chúng ta chung bình giá đó Cho dù từ tháng 4 tới bây giờ giá xuống rất nhiều Nhưng mà các bạn thấy là tổng danh mục này đó xuống chỉ có 26% mà thôi Vẫn âm hiện tại Nhưng mà các bạn thấy được là chung bình giá đó cần thời gian Chứ không phải là chỉ vài tháng là có kết quả đó các bạn Cần phải có thời gian là 2 năm, 3 năm cho nên chúng ta cùng nhau để mà trung bình giá để các bạn thấy được là hiệu ứng trung bình giá nó thật sự như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục trung bình giá trong tuần này. Chúng ta sẽ mua 100 đô Ethereum và 100 đô BTC. Thì Ethereum mức là 1214 đô. Thì 100 đô chúng ta có thể mua được khoảng chừng là 0.082 hai Ethereum tôi sẽ bấm submit. Rồi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua demo mua Bitcoin các bạn. 100 đô BTC ở mức là 16.579 thì 100 đô. Chúng ta có thể mua được là 0.006 BTC. Thôi sẽ bấm submit và coi như chúng ta cũng đã thành công chung mình giá tuần này rồi. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm hành trình chung mình giá trên một demo này với các bạn và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay. Phần lớn đó, chúng ta chỉ chú tâm đến những cái thông tin mà thôi, không có phân tích nhiều. Tôi sẽ chia sẻ thêm những cái phân tích với các bạn trong tuần tới đây. Và đây là tất cả những gì mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital Đó có thể bấm vào cái link bên dưới Cái video này để tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX CoinW, Binance, Bybit và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Một lần nữa đó những sàn giao dịch thì các bạn chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều crypto một thời gian dài trên đó và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. bạn. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I got to have it. I ain't even playing got a really bad habit if it moves got to grab it. Feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing got